Gần 300 cán bộ chỉ huy đội, giáo viên tổng phụ trách đội trên địa bàn tỉnh đã tham gia tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đội. Trại tập huấn do Hội đồng đội tỉnh và Thiếu nhi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức. Trong 2 ngày 9 và ngày 10 tháng 11 năm 2023, các cán bộ chỉ huy đội, giáo viên tổng phụ trách đội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được truyền đạt những kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ công tác như phương pháp tổ chức sân chơi tại liên đội, kỹ năng quản trò, tư duy phản biện hỗ trợ trong học tập và công tác đội. Lớp tập huấn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hội thanh thiếu nhi trong trường học.